Chạy to này, cứ tắt máy đi là dập được không ạ? Hai con quá tệ luôn. Xin chào các bác nhá. Hôm nay em đi câu các bác, em đi câu cần trúc nhá. Hôm nay đi săn cá trạch các bác ạ. Đây này, bây giờ anh lấy câu bé tí rồi, lấy câu 8 các bạn nhá. Hôm nay chủ yếu là săn cá trạch thôi, nước vừa câu cá trạch đấy. Hy vọng là được vài con trạch. Lần này hôm qua em vừa làm xong đó. Cá rô đầu tiên nhá, rồi mình thả đi rồi, bé quá. Con đầu tiên thả đi lấy lồng. Đây, mày đi báo cho cá to về nhá. Đi báo cho con cá to về nhá. Trong lúc chờ đợi cá cắn câu rồi em sẽ đi thả hai cái bắt quái trên này các bác nhá, để chống móng các bạn. Cá trạch đầu tiên các bác ạ. Mai mới được con cá trạch đầu tiên này. Phê. Không to mấy các bác ạ. Mạnh quá, nó lên tận trên kia rồi. Cái này đấy, các bạn.
thắng đôi vé thôi. Khá quá. Cá chạch các bạn ạ, bây giờ đấy. Mệt quá các bạn ạ. 2-3 tiếng đồng hồ rồi mới được 2 con cá chạch cho các bạn ạ. Mấy con cá rô ăn thua. Đói rồi. Rồi con bánh mì đó. Hôm nay mình mang theo 2 cái bánh mì. Đây bánh mì. Đói các bạn. Mình định mang ấy về nướng cá, mang lửa về nướng cá cơ, nhưng mà hôm qua vừa mưa xong củi nó không kịp khô ấy. Mình cũng chả mang nữa, đốt nó khó. Hôm nào lúc to xong là củi kịp khô thì mình mang đồ đi nấu ăn luôn, nướng luôn. Bây giờ không kịp ăn tạm những cái bánh mì câu một lúc nữa là về các bạn. Đường nó mòn rồi. Mình đi nhặt rau định mang ít thịt nữa về nướng cá lên nướng rồi, nhưng mà đói lắm ạ. Mời các bạn nhá, bánh mì không chữa nước đẹp không, cái chạch đẹp lắm mà không cắm, không có tưới được những cái chạch không ạ. Thì nó là nhiều con tạch câu được chưa? Cá rô bé tắm rửa không có to, cá chạch bé, cá nheo, cá bò hơi trắng tối rồi không có ít nữa, nước mà nó hơi trắng rồi, nó mới được hôm qua rồi, nó hôm nay tô cá chạch cá bò nó ngon. Hôm nay mà có củi thì khô thì được một bữa đồ nướng rồi. Kéo thôi. Thank you.
kiến chỗ là dân dân đẹp đẹp ngồi. Còn có hai cái bát phai nữa kiểu gì cũng ngon mà. Thế rồi các bạn, giờ xuống dưới kia kiếm một chỗ dâm dâm ngồi một lúc nữa là về thôi. Không ấy có pha tắm. Em vừa giật được một con cá trạch này. Đây. Em vừa lúc nãy quay mười mấy phút máy nóng quá em phải tắt đi ấy. Vừa giật được con cá trạch. Con cái cần giữa kia đang cắn này. Cần giữa lại cắn này. Đang cắn nhá. Ui. Lên rồi, ui. Hai con các bạn, phế quá. Hai con cá trạch liền. Nước này câu cá trạch phê lắm các bạn ạ. Ngon.
Giờ em sang bên kia kiểm tra bắt quá xem có cá không các bác nhá. Câu được khoảng 5-6 con cá trạch. Nên mấy con cá rô. Không có còn cá bỗng rồi. Đây các bạn, hôm nay đi câu được bằng này nhá, 5-6 con cá trạch ít thôi nhưng mà như thế là cũng đủ bữa rồi các bạn ạ. Lâu lắm rồi em mới đi câu ấy. Thôi em xin kết thúc video ở đây các bác nhá. Thả bắt khoái nhưng không được đâu. Nếu các bác thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.